Trung chợ mình qua sắp thăm bo. Cô tên gì? Cô Hồng. Cô Hồng bán tạp hóa. Mẹ con cũng tên Hồng cũng bán tạp hóa như cô á. Dạ. Mẹ con đâu? Dạ mẹ con cũng ở Sài Gòn. Quay cô đó. Mình với Trung đứng chờ bo đi học về luôn. 10 giờ rưỡi mấy đứa nó tan trường. Mấy lớp nhỏ trước là chắc mấy lớp 4, lớp 5 sao. Lớp 4. Học sinh về hết mà không thấy bò, giờ chạy vô nhà luôn. Ở đây mình có tiền mình làm giấy tờ nhà rồi được. À, làm giấy tờ phải đóng tiền, còn không mình cắt thì cứ cắt hả? Xe đạp ở nhà kìa, khi nào ba của chị My á. Bác ba. Nãy có học không? Dạ có. Ủa sao về chứ bác ba không thấy? 10 giờ rưỡi con mới về đâu. Thì 10 rưỡi đứng đó mà sao không có thấy. Cuốc luôn rồi. Trời ơi, đứng bôi. Đang làm con gì? Đang câu cua. Câu cua gì? Dạ, con xuống nắm giỗ hả? Dạ, con xuống nắm giỗ. Bác hay nhớ con không? Ba phải không? Dạ, dạ đúng rồi. Dạ, dạ. À, con mấy đứa nhỏ khỏe đó. Dạ, mấy đứa nhỏ con khỏe. Dạ, con có gặp sập không? Dạ, có. Gặp ảnh hoài. Con nó nay lên trảnh hổm nay, nó điện về, nó giờ bác sĩ theo dõi coi tai mũi hiểm, tai miệng gì nó không biết sao. Dạ, dạ. À, bác khỏe. Trời ơi, cũng làm gì đó thôi. Dạ. Trưa mà không nghỉ mà làm gì vườn. Trời ơi, giờ không. Thở không không có được. Dạ. Mà mình thì nó đau nó nhức. Dạ. Nãy giờ con với Trung chở ở trường á mà sao nó về sao hút. 10 rưỡi nó về nãy giờ. Dạ thì 10 rưỡi là con ở đó đó. Hả? Dạ, vừa đánh trống xong mà sao nó chạy thấy. Không thấy. Con làm gì rồi đó? Đứt môi bắt cua đồng.
đi học mới học về nè, chưa ăn cơm, chưa ăn gì nữa. Chưa ăn cơm mà đi bắt cua à hả? Có, hôm qua đi về có tay chân mỗi ngày đi bắt nữa đâu. À, chị My này, chị My với này, chị My viết cái gì trong đó cho con đọc ra. Không biết chị My này của bác bạn cho con kẹo thôi. Đây là cũng chị My cũng gửi nè, thường biết như nó không. Nhắc chuyện bí mật lắm đây. Bí mật đây. Bí mật. Mở ra coi chị My nói gì biết gì vậy. Về đây nhảy xuống ao có cởi chiếc đồ ra không? À. À, chả mà đi chơi với mấy đứa kia là lội xuống ao cái cởi hết đồ dục mà. Chà mẹ chửi. Chà mẹ chửi. Chịu giết người con được một đấy. Nè trong đây nè, chị My viết cái gì trong đó đó. Có bao thơm đây nè, để gỡ ra. Ừ, rớt. Cho con ăn kẹo súng răng luôn đó bà. Mấy chị đưa... Kêu chị... ông nội vô. Ông nội kêu ông nội vô, có à, bác ba, bác hai. Ông nội vô kêu chút. Wow. Nội con. Ông nội hả? Dạ. Dạ. Chị đó, đọc đi. Cái đám dỗ cùng không dám đọc lớn à. Chị bí mật. À, chị gói kẹo ăn thôi. Đọc lớn lên ơi. Đọc sao mà hồi hộp quá à. Cười. Gói thăm bo chứ gì. Thăm kia chứ gì. Ra đây uống nước. Dạ dạ được rồi bác hai. Cái đà đi, lên người ta. Ở đây cặp nó không có về à? Cặp sẵn con nó bệnh đồng. Sẵn tranh thủ ra vườn quay lại quay phim mấy con dê cho mấy cho Tina với My. Đó có con vịt sim nó bài đá mình nhớ Tết. Kì. Kì. Nè mấy dê mà Tết Tina với My xuống coi nè, cũng còn mấy dê nè. Đó. Nhà cũng nuôi rất nhiều vịt sim. Có uống thuốc hay gì thêm uống thuốc hàng tháng chứ. Dạ. Mần cái mần thì nó nhức. Dạ, đi tới đi lui cho nó khỏe. Cái rầm nó rút. Nó lên nhà trên uống nước anh. Dạ. Ông bà với thằng cháu. Dạ. Nó ngọt nha đi rồi mấy bữa nay ông nội nhớ quá đi. Đồng phục đi học của bò nè. Viết chữ to lên, viết chữ gì nhỏ chưa bò? Con viết chữ rất nhỏ à. Viết bài con phải ngẩng cái đầu lên. Ngồi thẳng lưng lên nè. Ừ. Khòm, viết mối thành ông khòm luôn. Một cảnh như học sao mà viết ấu nãy. Dạ, viết đẹp thì cũng không cần mốt, chỉ ngoan hiền là được rồi. Con trai thường hay viết chữ xấu. Con cũng hay viết chữ xấu rồi. Tím đồ cũng gửi lời thăm con nha. Ừ, tím kem rồi đó. Đây bắt ba không hả? Dạ. Chị hai chị đó đó. Chị hết thôi á. Cái trà này bố.
Sao? Viết làm sao? Viết rỡ làm sao đó? Con không phải là coi được. Không, đâu luôn là coi với viết không? Mấy mặt của nhóm con. Được bác ba có được coi không? Không. Không luôn hả? Rồi vậy bỏ vô bóp đem về đưa chị My thôi phải không? Dạ. Nhất coi có được không? Không, tận hai. Bà nội đang đọc thư của Bo. Thư này là My trưởng 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 nhóm biệt đội hoa anh đào. Để cho Bo. Tắm hả? Ăn cơm. Con tắm này đây thuốc nữa. À, mê bắt cua bắt cá. Không cho đi mà cũng đi đi nắng nuôi rồi bệnh ở nhà đây hả? Có mình bác nhà làm sao? Dạ. Yeah. Nói em không có bệnh không có tiền cha rồi mà không có tiền cảnh á. Ông này nhà. Yeah. Anh trai hay nghịch. À, chị My với Na gửi ra đâu? Chú muốn cháu ăn không? Trên chú ba nhiều đồ chơi lắm. Hè này lên chảnh đi cho mặc sức mà chơi. Tao lại đây, xích lại đây. Bắt ba chứ. Bắt ba. Để cho bắt ba coi. Na, Na với My. Để thú cho con á. Thích không? Đâm mà làm sao biết cái điện của chị Bảy nó bữa sau hôm qua nó giờ bác sĩ khám giờ khám răng giờ trị qua răng đây là mới là hết mới không trị qua đường ruột rồi ổng mới đâu hai rồi mới điện thằng nhỏ nó bạn của quốc nhà này chạy lên nó nói giờ chị Bảy nói bác sĩ khám giờ theo dục không có sao mà được để trị trị cũng tâm giỏi cho con cũng đi gửi cho rồi con dịch xe con xe lớn xe nhỏ gì rồi chơi chúc con học học thiệt giỏi với văn nghe lời ông bà nội đúng không? Không có ba ở đây thì nghe lời ông bà nội, mẹ về thì nghe lời mẹ nữa. Con hiếp sự tin không? Con mà ăn hiếp em thì bắt ba nói chị My là lên chị My luộc con vậy thôi ha. Xin nhớ biệt đội hoa anh đào học giỏi mạnh khỏe và là gì nữa? Quên rồi. Quên rồi hả? À, ủa có học thuộc lòng mà quên rồi hả? À chúc mấy chị mạnh khỏe học giỏi hả? Mỗi lần gửi lời thăm bắt ba. Dạ. Trân trọng coi đó. Trân đó. Có gì mẹ có thăm gửi lời. Con chúc mấy gì làm ở dưới mạnh khỏe và làm nhiều việc chăm chỉ. À. Anh Vin còn làm không bác bà? Còn. Anh Vin giờ có chị Vin nữa rồi. Sắp có em bé nữa. Mối con hàng con lên là có lúc đó là nguyên biệt đội con là giữ em bé cho anh Vin đó. Chứ sao giữ em nữa chứ. Chị My với Na là nhận giữ rồi, nhận giữ con của anh Bin nè. Con lên con giữ phụ. Nhưng mà tới thời điểm nó cắn là mình sẽ không qua. Dạ chắc chút xíu nữa tụi con cũng sắp xếp về. Về ăn bo. Mai mơ. Dạ. Thôi con xin phép chào bác, chào chú về. Dạ. Về tới nhà Trung. Chào các bạn ở clip này.